chào mọi người. Hôm nay mâm cơm kỳ duyên gia đình mình sẽ nấu một món canh mướp củ cải trắng. Vì mùa dịch cúm cho nên chúng ta cần phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và vitamin cho cơ thể của gia đình. Bởi vì bên y tế thì người ta khuyến cáo là khi mình có đầy đủ dinh dưỡng thì mình cũng sẽ tránh được bệnh tật đó nha các bạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ tăng cường cái món dinh dưỡng cho gia đình mình. Mình sẽ nấu canh mướp với củ cải trắng. Tất cả những cái rau củ quả này nó đều có một cái dinh dưỡng rất là đặc biệt. Ăn chay, hai người ăn mặn không sao hết. Đây là nồi nước mình chuẩn bị để mình nấu canh. Đây là mướp. Và đây là củ cải trắng. Củ cải trắng nó chậm chín hơn mướp cho nên chúng ta sắc chúng ta cho vào nồi luôn. Nêm nếm lượng bột ngọt khi vừa ăn. Rồi bắt lên nấu luôn. Có một ít củ cải đỏ. Và đây là sườn. Sườn non. Bữa cơm của gia đình mình ngày hôm nay là gồm có sườn non, muối chiên, canh mướp với củ cải trắng và củ cải đỏ. Như vậy là cái đồ dinh dưỡng, cái mâm cơm dinh dưỡng cho gia đình mình là ngày hôm nay là như vậy đó. Đây là món sườn chiên. Sườn non. Sườn non ngâm rồi mình xé ra, ướp cho vừa ăn. Chiên. Một món mặn. Canh mướp thì ai cũng biết nấu rồi, nhưng mà để tạo thêm cái khẩu vị, hương vị đặc biệt và dinh dưỡng cho mâm cơm của gia đình mình thì mình sẽ nấu cùng với củ cải đỏ, cà rốt và củ cải trắng. Người Việt Nam của mình ít có ai ăn canh củ cải trắng lắm, nhưng mà người Hàn Quốc với người Nhật người ta rất là thích ăn củ cải trắng. Ở trong củ cải trắng này nó có rất là nhiều canxi. Canxi cũng bổ sung cho người ăn chay rất là nhiều. Vì vậy mà nồi canh mướp của mình ngày hôm nay là củ cải trắng và mướp với củ cải đỏ. Rồi tất cả đây là những cái khâu mình chuẩn bị để nấu canh. Lên. Mình nêm nếm cho nó vừa ăn đường, bột ngọt, nêm muối. Xong rồi mình để củ cải dùng vô luôn. Rồi mình sẽ nấu cho củ cải nó sôi nó chín trước. Tại nắp lại. Củ cải nó sôi nó chín mình để mướp vô sau. Tại vì mướp nó rất là nhanh chín. Rồi nồi canh củ cải nó đã sôi lên. Mình sẽ cho mướp vào. Tại vì củ cải nó chín chậm hơn mướp. Mướp nó chín rất là nhanh. Cho nên mình đợi củ cải chín rồi thì mình hãy để mướp vô. Bởi vì khi củ cải trắng nó chín nhiều, nó chín hơi gục một chút nó cũng ngon. Nó rất là bùi. Mình cho mướp vào và đợi nước sôi lên một dạo nữa thì mình hãy tắt bếp. Rồi, nồi canh mướp của chúng ta rất là ngon. Rất là tuyệt vời. Mình sẽ cho hành lá vào. Trong video trước mình nói là canh của mình rất là thích để hành lá nhiều. Vừa thơm ngon. Vừa rất là hấp dẫn. Tắt bếp. Rồi. Như vậy là nồi canh mướp với củ cải của mình ngày hôm nay nó đã chín. Rất là tuyệt vời. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Mình sẽ cho ra tô. Nó hơi lạc, mình sẽ cho một chút hạt nêm nữa nha. Tại thường đó thì mình nêm hạt nêm hơi ít, nhưng mà hồi nãy mình có thêm nước vô nhưng mà mình không có nêm lại. Vì đa số là mình nên nêm ít đi,
Rồi có khi lạc mình dễ thêm vô hơn. Nghe các bạn. Nồi canh mướp rất là ngon, rất là tuyệt vời. Đầy đủ chất dinh dưỡng, củ cải trắng, mướp, củ cải đỏ, hành lá. Một bữa cơm chay thuần khiết cho gia đình mình. Tạo một cái cảm giác khẩu vị thật là ngon miệng. Ăn chay, ăn hoài, ăn mãi mãi suốt cuộc đời này cũng không ngán. Mình nên bờ đổi món ăn mỗi ngày cho gia đình mình nha các bạn. Ăn chay để cho cơ thể của mình nó được thanh lọc, nó được nhẹ nhàng, thanh thoảng. Tâm mình được thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, đỗ minh mẫn. Đây hôm nay, trong những ngày này là những ngày dịch bệnh đang hoành hành trên toàn thế giới. Vì vậy ăn chay cũng là một trong những cách cho những người bình thường như chúng ta không có gì để bảo vệ, không có đủ dụng cụ, thì ăn chay là một trong những cách để chúng ta xa rời bệnh dịch. Bởi vì theo duy tâm thì khi thân tâm mình nhẹ nhàng thanh thản thì bệnh tật nó cũng không bao giờ xâm nhập vô cơ thể của chúng ta. Vì vậy mà một trong những cách ăn chay để ngừa bệnh virus nguy hiểm này thì trong sách của nhà Phật cũng đã dạy chúng ta ăn chay để thể hiện tâm từ bi bác ái. Từ chỗ từ bi bác ái đó mà mình ăn để tất cả những cái loại bệnh tật virus hay là oan gia trái chủ nó sẽ không bao giờ tìm đến chúng ta. Vì vậy mà kỳ duyên nó sẽ khuyến cáo mọi người nên ăn chay. Ít nhất thì cũng làm cho chúng ta cảm giác sức khỏe nó được ổn định. Nguyện cho thế giới được bình an, hòa bình thế giới. A Di Đà Phật.